Những ngày qua, J97 là cái tên sáng nhất mạng xã hội vì những lùm xùm liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của Messi trong MV của mình. Vì theo như ông Phạm Ngọc Quốc Cường, người đưa ca sĩ người Bến Tre đi gặp Messi, thì dù có chi tiền như tin đồn 60 tỷ, thì Jack cũng chưa chắc mời được nhà vô địch World Cup 2022. Vì chỉ cần một giây xuất hiện, thì số tiền phải trả cho Messi là phải tính từ 10 con số 0 đổ lên. Vậy bạn có biết mất bao nhiêu tiền để mời được một siêu sao đẳng cấp như Messi đóng phim, quảng cáo ở thời điểm hiện tại hay không? Gần 2 thập niên trong ánh hào quang về bóng đá, Lionel Messi là một trong những vận động viên thể thao kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Một phần sự hấp dẫn của Messi là hình ảnh của một cầu thủ bóng đá thuần túy, ít quan tâm đến lối sống xa hoa ngoài sân cỏ. Theo Forbes, Messi bỏ túi tổng cộng 1,28 tỷ đô la, tương đương khoảng 30.000 tỷ. Ước tính, một nửa trong số này đến từ những hoạt động bên ngoài sân cỏ. Sự nổi tiếng cũng như hỗ trợ ít nhiều cho Messi cho công việc kinh doanh. Theo Marca, Messi đầu tư vào hoạt động khách sạn từ năm 2017. Đây là chuỗi khách sạn với thương hiệu MIM. Tuy nhiên, Messi không trực tiếp đứng ra quản lý mà thuê một đơn vị thứ ba làm việc này. Và phần thu nhập quan trọng nhất ngoài bóng đá của Messi không gì khác ngoài quảng bá hình ảnh của mình trên nhiều phương tiện. Trong một bài đăng của mình, tờ Insider từng liệt kê 10 thương hiệu lớn mà Messi từng ký kết hợp đồng tài trợ, trải dài từ đồ uống, trang phục, xe hơi cho đến đồng hồ đắt tiền. World Trademark thậm chí tiết lộ Messi đã hợp tác với 136 thương hiệu khác nhau. Đáng chú ý, phải kể đến hợp đồng trọn đời với Adidas. Dù chi tiết bản hợp đồng không được công bố, Insider ước tính Messi bỏ túi mỗi năm khoảng 25 triệu đô từ Adidas. Nguồn tin từ Forbes còn cho hay hồi năm ngoái, Messi đã ký kết hợp đồng hợp tác với một nền tảng trực tuyến chưa rõ tên và nhận về hơn 20 triệu đô một năm. Theo ước tính của tờ Goal, mỗi năm, tài khoản của Messi sẽ phình thêm khoảng 65 triệu đô chỉ từ việc quảng bá thương hiệu. Sau World Cup 2022, Messi còn ký thêm hợp đồng với hàng loạt nhãn hàng như Hard Rock Cafe, Socials, Konami Mastercard, Lays, Six Seal, Lifty, Jacob & Co. và Gatorade. Trước kia, chỉ với 10 giây xuất hiện trong khung hình, Pepsi hay hãng thời trang danh tiếng D&G cũng đã từng phải chi đến 8 triệu đô. Trung bình, các nhãn hàng phải chi khoảng 19 tỷ đồng cho mỗi giây Messi xuất hiện trong video quảng cáo của mình. Đó cũng là lý do 6 giây của Messi trong Từ Nơi Tôi Sinh Ra của J97 bị ông Phạm Ngọc Quốc Cường bêu rếu là 60 tỷ thì cũng không đủ. Vì rõ ràng sẽ chưa tới 3 giây thì Jack đã phải trả hết số tiền trên cho Messi. Đào sâu hơn ở khía cạnh Messi đóng phim và tham gia MV, mời được Messi quả thực rất khó vì anh luôn bận bịu cả trong lẫn ngoài sân cỏ và phải thông qua rất nhiều mối quan hệ cũng như tài chính đủ mạnh thì có thể mời được huyền thoại người Argentina. Messi có vai diễn đầu tiên trong mùa 2 của bộ phim Người Bảo Vệ phát sóng hồi tháng 6 vừa qua. Tiếp đó, anh xuất hiện trong MV của ca nhạc sĩ Maluma. Tuy nhiên, chi phí cho các hoạt động này được giữ kín. Gần đây nhất, Messi xuất hiện chớp nhoáng trong MV của Jack. Thực chất, những hình ảnh này được lấy từ buổi gặp giữa Jack và Messi vào tháng 5 vừa qua. Và nếu mọi chuyện được làm nghiêm trọng hóa, thì việc Jack phải gỡ MV xuống chỉ là chuyện sớm muộn. Vì để quản lý hình ảnh của mình, Messi còn có hẳn một công ty để kiểm soát thương hiệu cũng như trang phục. Đó là MGO Global, do Jimmy Hilger và Massimiliano Ojeda đồng sáng lập. Trong trường hợp ca sĩ Jack cùng với ekip hay bất kỳ ai khác muốn đưa hình ảnh Messi vào video có tính chất quảng bá, thương mại, họ buộc phải làm việc với công ty này. Năm 2019, công ty này mua lại thương hiệu quần áo có tên Lionel Messi và kiểm soát quyền kinh doanh các sản phẩm liên quan, đồng thời tư vấn trang phục mà Messi sử dụng trong mỗi sự kiện. Trong hợp đồng giữa đôi bên, MGO phải đem về cho Messi ít nhất 4,2 triệu đô mỗi năm khi khai thác hình ảnh của anh. Về quảng bá bằng hình ảnh, vào năm ngoái, Messi là người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền thứ ba trên Instagram sau Cristiano Ronaldo và Kylie Jenner. Daily Mail cho hay, Messi kiếm được khoảng 1,5 triệu đô, tương đương 42,5 tỷ đồng cho mỗi bài đăng có quảng cáo trên Instagram. Từ khi vô địch World Cup 2022, Messi được cho là đã bỏ túi tổng cộng hơn 9 triệu đô, tương đương 255 tỷ. Trong khi đó, The Sun khẳng định mức cát xê của Messi hiện tại cao hơn trước rất nhiều. Cụ thể, mỗi bài đăng của Messi giờ đây sắp xỉ 2,2 triệu đô và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước khi rời PSG, Messi từng tạo ra tranh cãi khi tự ý rời câu lạc bộ của Pháp để sang Ả Rập Xê Út quảng bá hình ảnh cho nước này. Để khiến Messi nổi loạn tại PSG, thì phía Trung Đông cũng đã phải chia ra mức đãi ngộ cực khủng đến mức Messi không thể từ chối. Theo đó, Messi đã nhận được 2,5 triệu đô khi chụp bức hình ngồi ngắm biển đỏ
và đăng tải trên Instagram với 400 triệu người theo dõi. Trong bức hình đó, huyền thoại người Argentina chú thích bằng hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Ả Rập với nội dung khám phá biển đỏ kèm hashtag Visit Saudi. Đó chỉ là bước đầu tiên của ba hợp đồng có giá trị hàng chục triệu đô la của Messi tại Ả Rập Xê Út để quảng bá du lịch cho nước này. Theo đó, Messi sẽ nhận 2 triệu đô mỗi năm chỉ để tới đây nghỉ ngơi 5 ngày. Tất cả chi phí đều do phía Ả Rập Xê Út bao trọn gói. Ngoài ra, Messi sẽ kiếm thêm 2 triệu đô để quảng bá hình ảnh Ả Rập Xê Út lên tài khoản mạng xã hội 10 lần mỗi năm. Anh còn bỏ túi thêm 2 triệu đô để tham gia vào chiến dịch quảng bá du lịch khác và 2 triệu đô để làm từ thiện ở đây. Tính ra, Messi có thể nhận được gần 25 triệu đô trong vòng 3 năm cho chiến dịch quảng bá du lịch của đất nước Trung Đông này. Nhìn chung, phần thu nhập bên ngoài sân cỏ của Messi có thể rơi vào khoảng từ 100 đến 200 triệu đô trước thuế mỗi năm nếu chỉ tính hạng mục quảng cáo bằng nhiều hình thức. Điều này hiển nhiên khi tác động của Messi với thể thao là quá lớn. Mọi chuyện xuất phát từ trong sân bóng nhưng kéo theo nhiều trào lưu liên quan đến Messi luôn mời gọi sự hấp dẫn và tiền bạc đi cùng. Trong bối cảnh Messi đến Mỹ chơi bóng thì cơ hội gia tăng thu nhập của anh hứa hẹn sẽ còn tăng phi mã. Thậm chí các chi tiết trong hợp đồng với Inter Miami vẫn chưa rõ ràng, mặc dù nó bao gồm tùy chọn mua lại cổ phần câu lạc bộ, chia sẻ doanh thu từ những thuê bao mới cho Apple TV và Adidas. Điều quan trọng, đây là hai giá trị sẽ càng tăng tỷ lệ thuận với thời gian Messi ở Mỹ. Quả thực, Messi rất khác với phần còn lại của thế giới những người nổi tiếng, là anh luôn duy trì được sự hào quang, không đi kèm tài tiếng. Và một bản profile sạch để quảng bá bất cứ điều gì cũng sẽ thu hút một lượng lớn khách hàng. Đó cũng là lý do email mời công tác từ các nhãn hàng về Messi lúc nào cũng trong trạng thái dày đặc. Và việc chọn lọc trong thời gian ngắn thực sự rất khó khăn, bất chấp anh có cả một ekip và một công ty đứng phía sau. Đó là chưa kể đến phần chi phí, không chỉ cần nhiều tiền mà cần rất rất nhiều tiền để được Messi chú ý. Nếu không xây dựng từ trước những mối quan hệ thì việc đi qua trung gian sẽ còn tốn thêm nữa mới có cách liên lạc với Messi. Mà nếu làm không tốt bất kỳ khâu nào thì gần như hợp đồng vẫn bị hủy bỏ nếu bên Messi không đồng ý. Nói tóm lại, nếu muốn mời Messi tham gia một dự án quảng bá nào đó thì bạn buộc phải đảm bảo rằng chính điều này sẽ làm Messi nổi tiếng hơn nữa. Và sau đó sẽ chia ra một mức đãi ngộ hậu hĩnh để hai bên hợp tác vui vẻ. Vì không dễ để mời được một thương hiệu toàn cầu như Lionel Messi có vẻ khá thụ động khi nói đến những thứ ngoài bóng đá, nhưng sẽ phải cần thật thật nhiều tiền để Messi biết bạn là ai.